Hòa chung với niềm vui của cả nước nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, 114 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi người dân thôn Trúc Văn, xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ mà chúng tôi đã gặp đều không giấu nổi niềm tự hào, kiêu hãnh về truyền thống đấu tranh cách mạng của cha ông và sự đổi mới của quê hương. Làng Trúc Văn được thiên nhiên ưu đãi bởi dòng sông Đình Đào thân thương. Dòng sông này đã bồi đắp cho mảnh đất quê hương ngày càng màu mỡ, tốt tươi. Làng có diện tích tự nhiên 88 hectare, gồm 930 nhân khẩu, 245 hộ và 16 dòng họ. Chi bộ đảng gồm 29 đảng viên, sống quần tụ bên nhau cùng kiến tạo quê hương giàu đẹp, văn minh. Nằm trong một xã thuần nông, Trúc Văn cũng như nhiều làng quê khác, vẫn cây đa, bến nước, con đò, vẫn tiếng vó trâu đùng đỉnh dưới hoàng hôn, vẫn bình lặng êm đềm cuộc sống nơi thôn dã. Người Trúc Văn xưa nay nổi tiếng là cần cù chịu khó và giỏi nghề trồng lúa nước, thâm canh tăng vụ, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Người Trúc Văn hôm nay có quyền tự hào về truyền thống đấu tranh cách mạng của cha ông. Làng tự hào vì có ba mẹ Việt Nam anh hùng, 27 liệt sĩ, 20 thương bệnh binh. Gìn giữ và phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, Đảng bộ và nhân dân thôn Trúc Văn luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, phấn đấu xây dựng quê hương toàn diện trên tất cả mọi mặt, chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội. Đặc biệt, trong 10 năm đổi mới, Trúc Văn có nhiều bước tiến rõ rệt. Hưởng ứng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở của huyện, tỉnh, cán bộ và nhân dân thôn Trúc Văn đã quyết tâm phấn đấu xây dựng làng trở thành làng văn hóa. Ban soạn thảo quy ước của làng đã soạn thảo ra quy ước gồm 7 chương, 46 điều. Bản quy ước đã được toàn dân tham gia đóng góp ý kiến, sau đó phổ biến đến từng hộ gia đình. Bản quy ước là sự kế tiếp truyền thống xưa và kết hợp với các yếu tố mới phù hợp với điều kiện xã hội hiện nay. 245 hộ dân của làng đều đồng tâm nhất trí thực hiện theo quy ước của làng. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa đã giúp cho bộ mặt nông thôn Trúc Văn thay đổi từng ngày. Hòa chung với sự phát triển kinh tế của xã, làng Trúc Văn đã nhanh chóng chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp thuần túy sang kinh tế nông nghiệp hàng hóa. Thôn đã chuyển toàn bộ diện tích cây lúa bấp bênh sang đào ao nuôi thả cá, lập vườn trồng cây ăn quả có giá trị như nhãn, na, vải, ổi, hồng. Chăn nuôi được các hộ gia đình chú ý phát triển thành ngành chính. Hầu hết các hộ gia đình đều chăn nuôi theo hướng công nghiệp và phát triển kinh doanh dịch vụ. Hợp tác xã nông nghiệp của thôn đã đưa việc trồng ngô lai lấy giống cho dân làng trồng thí điểm. Hiện nay, làng có trên 3 mẫu ngô lai đang hứa hẹn một vụ thu hoạch có năng suất cao, hiệu quả kinh tế tốt. Căn cứ vào nghị quyết của chi bộ 6 thôn Trúc Văn hướng dẫn bà con nông dân thôn Trúc Văn chuyển dịch cơ cấu kinh tế cây trồng, tăng thu nhập cho đời sống xã viên. Căn cứ vào nghị quyết của chi bộ xã viên, của đại hội xã viên, hợp tác xã tổ chức mô hình trồng cây ngô lai xuất khẩu với phương châm là cây ngô lai xuất khẩu này với thu nhập là rất ổn định cho đời sống kinh tế của xã viên. Ví dụ như là 1 cân cây ngô lai xuất khẩu, giá thu hoạch của bà con xã viên là 3.400 đồng trên 1 kg. Như vậy, một sào bà con nông dân có thể trồng từ 1.800 đến 2.000 cây, mà mỗi cây là 1 bắp. Với số lượng thì báo cáo với các đồng chí là thu nhập bình thường là từ 300 đến 350 kg một sào, với giá là 3.400 đồng trên 1 kg. Bằng hướng chuyển dịch kinh tế đúng, đời sống vật chất của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Năm vừa qua, tổng thu nhập bình quân một người là 4,7 triệu đồng. Thôn không có hộ đói, số hộ nghèo chỉ còn 5,7%, hộ khá và giàu đạt 57%, hộ trung bình
38,7%. Các gia đình chính sách được thôn quan tâm và có thu nhập ngang bằng với các hộ trong thôn. Thôn Trúc Văn đã xóa được nhà tranh tre nứa lá. 98% nhân dân trong làng có nhà xây và nhà kiên cố cao tầng. Kinh tế phát triển, cơ sở vật chất hạ tầng của thôn được xây dựng. Hệ thống đường giao thông trong làng xưa kia lầy lội, bẩn thỉu, đi lại khó khăn thì nay đã được giải nhựa, bê tông hóa. 100% đường làng ngõ xóm phong quang sạch đẹp, tạo nên một cảnh quan môi trường làng xóm thanh bình, yên vui. Người dân Trúc Văn sống trọn nghĩa vẹn tình. Không khí trong làng lúc nào cũng sôi nổi và yên vui. Trong làng không có người nghiện hút, phạm tội hình sự hoặc vi phạm pháp luật. Đến bất cứ gia đình nào trong thôn xóm, ta cũng thấy được ý thức của các thành viên trong gia đình về việc xây dựng và giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa, làng văn hóa. Tiêu biểu như gia đình của bác Ngô Gia Cử. Năm nay bác đã 83 tuổi đời và 55 tuổi đảng. Gia đình bác Cử là một gia đình văn hóa tiêu biểu của thôn xã. Hay như gia đình bác Phạm Văn Ngạn. Bác Ngạn năm nay 50 tuổi đảng. Gia đình bác có 3 thế hệ cùng chung sống. Bác Ngạn được các con cháu chăm sóc chu đáo, khiến bác vơi nỗi buồn riêng và sống vui, sống khỏe, sống có ích cùng con cháu. Bác Ngạn rất vui trước sự no ấm của gia đình và sự đổi mới của làng xóm nơi bác gắn bó suốt cuộc đời. Quỹ khuyến học của thôn, của dòng họ trong làng đã thúc đẩy phong trào học tập ở đây lên rất nhiều. Các cháu trong độ tuổi được đi học và đều phấn đấu thi đỗ đại học, cao đẳng. Đây là gia đình chị Bùi Thị Thư, anh Ngô Văn Hiệp. Anh Hiệp, chị Thư có 4 cháu, thì cả 4 cháu đều học cao đẳng và đại học. Cháu thứ nhất, Ngô Thị Thúy, hiện giờ là giáo viên cấp 2 ở Đồng Nai. Cháu thứ hai là Ngô Quỳnh Ninh, đã tốt nghiệp cao đẳng công nghiệp Hà Nội và đã đi làm. Cháu Ngô Thị Nhàn đang là sinh viên năm thứ 4, Đại học Sư phạm 1. Cháu Ngô Thị Nhài, sinh viên năm thứ nhất, Đại học Sư phạm 2, Xuân Hòa. Cuộc sống của gia đình anh chị Thư tuy có vất vả, khó khăn, nhưng niềm vui và niềm hạnh phúc của anh chị là sự trưởng thành của các con. Những gia đình có con thành đạt trên con đường học tập như chị Thư ở Trúc Văn còn rất nhiều và tương lai sẽ ngày càng đông hơn. Đến Trúc Văn hôm nay, ta cảm nhận ngay được nét đổi thay của làng. Nhiều năm nay, làng không có dịch bệnh xảy ra và không có vụ trọng án nào. Mọi mâu thuẫn trong các gia đình hoặc làng xóm đều được giải quyết bằng công tác hòa giải hoặc tự nhận biết đúng sai. Làng Trúc Văn hôm nay không có các tai tệ nạn xã hội. An ninh trật tự xã hội luôn được giữ vững. Năm 2003, thôn Trúc Văn có 234 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Làng Trúc Văn vinh dự được Ủy ban Nhân dân tỉnh trao tặng danh hiệu Làng Văn hóa năm 2003. Niềm vui này là niềm vui, niềm vinh dự, niềm tự hào và hãnh diện của Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể cùng toàn thể nhân dân thôn Trúc Văn trong ngày lễ đón nhận bằng Làng Văn hóa của tỉnh. Là một người con xa quê hương đã hơn 40 năm, chúng tôi khi mà trở lại quê hương được tin quê hương đón bằng công nhận làng văn hóa, chúng tôi là vô cùng phấn khởi. Khi mà về quê thì chúng tôi cũng về rất là nhiều lần. Thế nhưng mà theo dõi cái bước tiến của quê hương thì mỗi một năm, nhất là từ khi có công cuộc đổi mới của Đảng, thì là làng Trúc Văn của chúng tôi thay đổi rất là nhiều. Và nhất là đối với những người mà ở xa lâu năm mà không về, mình đợt này về có thể nói vô cùng là thấy ngỡ ngàng. Là vì đấy là làng xóm khang trang, sạch đẹp, nhà nhà là xây dựng kiên cố, cao tầng, thế rồi sạch sẽ, đường thôn, giao thông nông thôn thẳng tắp từ trong làng cho đến ngoài đồng, các phương tiện nghe nhìn và đời sống nhân dân về vật chất như là tinh thần đều tăng lên một cách rất là rõ rệt. Đấy. Trường làng thì xây dựng khang trang, các công trình văn hóa thì mọc lên, nhân dân thì phấn khởi no ấm, không còn cái nhà nào là đói, chỉ còn một ít hộ nghèo thì thôn cũng đang cố gắng là phấn đấu. Khi mà được về như thế này, chúng tôi nhìn thấy là những người con xa quê, chúng tôi luôn bao giờ cũng muốn nhớ về quê hương và luôn có những đóng góp
cho quê hương và mong muốn cho quê hương ngày càng giàu đẹp. Mà không những thế, chúng tôi còn muốn là giáo dục cho con cháu luôn luôn sau này là có cội nguồn, nhớ về cội nguồn để mà trong những cái tâm niệm của mình, trong cái cuộc sống của con người, tâm linh của con người luôn hướng về cội nguồn, luôn hướng về tổ tiên và quê hương làng xóm nơi đã sinh ra gia đình cũng như là dòng dõi gia đình của mình. Thì đấy là tôi muốn giáo dục cái đấy. Từ đấy các cháu sẽ biết thấm thía những cái công ơn của cha ông để mà phát huy lên trong những cái cương vị mới, trong những cái cương vị mới của các cháu sau này, mãi mãi cái truyền thống sẽ nối dõi mãi mãi để cho các cháu trong thôn cũng như các cháu xa gia đình luôn luôn phát huy cái truyền thống, những cái thành tích đã đạt được của làng Trúc Văn của chúng tôi. Không khí vui tươi nhộn nhịp trong ngày hội của làng không phải từ sáng hôm nay mà ngay từ chiều hôm trước, cả làng Trúc Văn đã nhộn nhịp trong lễ hội văn hóa làng. Tất cả mọi người ai cũng khẩn trương làm việc chuẩn bị cho lễ hội đón bằng làng văn hóa. Người cắt dán khẩu hiệu, người cắm cờ, người thì căng phông, người xếp ghế, người chuẩn bị sân thi pháo đất, người chuẩn bị các tiết mục văn nghệ giao lưu buổi tối. Ai cũng muốn góp một phần nhỏ bé của mình để sớm hoàn thành công việc cho làng. Xây dựng tư liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền cho ngày lễ hội, tổng quay tư liệu. Cho nên chúng tôi đề nghị toàn thể nhân dân trong thôn bãi chúng ta ổn định trật tự để chúng ta. Tối ngày 29 tháng 4, cả làng Trúc Văn tràn ngập những lời ca tiếng hát. Tiếng hát được cất lên từ đáy lòng những người dân lao động của làng. Họ hát để chào mừng ngày hội văn hóa làng và hát cho nhau nghe. Mặc dù không phải là diễn viên, ca sĩ, nhạc công chuyên nghiệp, nhưng bằng phong cách mộc mạc, đầy sức lôi cuốn, với những động tác mềm mại, dịu dàng, những sắc màu lung linh của nón thúng quai thao, của áo mớ ba, mớ bảy gợi lên vẻ đẹp tâm hồn của những cô gái Trúc Văn giỏi việc đồng áng, việc nhà và rất đằm thắm mượt mà trong lời ca tiếng hát. Vẻ đẹp ấy luôn biến tấu biểu hiện dưới nhiều dạng thức khác nhau, tạo nên một sự hòa đồng ở nhiều cung bậc riêng biệt, đặc sắc, ẩn chứa một đời sống văn hóa tinh thần phong phú, thu hút mọi tầng lớp trong làng cùng tham gia, từ người già cho đến các cháu nhỏ. Họ tham gia biểu diễn văn nghệ để cùng vui mừng nhân dịp làng đón nhận danh hiệu làng văn hóa của tỉnh. Oh,
giảm nghèo, chủ bạn là tôi. Đường xá xa xôi tôi trở về đây làm về tới nhà. Bây giờ tại sao ông bảo là đi làm quá cái lối cơm đi. Bây giờ đi ô dễ nạn thẳng đi ông Hoàng Quốc đấy. Nó đấy. Ông mở mắt to ra mà ông đi với thằng quan đúng của ông. Dạ, cũng chết chết ngoài đảo không đồng nào bằng nghề cho quê ông. Quý anh chị ấy mời, sáng mai sai sang sang. Cái hồ dám đi là cái phải cãi cãi cãi. Nhưng mà đây cái vòng này bọn tôi không biết, không biết bọn đàn ông. Hát nó tập thể trường đại biểu
sáng ngày 30 tháng 4, cả làng Trúc Văn dập trời cờ hoa, mọi người nô nức đến nhà văn hóa thôn để dự lễ đón nhận danh hiệu cao quý làng văn hóa Trúc Văn. Tất cả các con em quê hương đang sinh sống và làm việc trên khắp mọi miền Tổ quốc đã vui mừng phấn khởi trở về quê, chúc mừng sự kiện trọng đại của quê hương. Ai cũng bày tỏ tấm lòng của mình đối với quê hương qua những ánh mắt tự hào và những bó hoa tươi thắm, những kỷ vật lưu niệm. Lễ đón nhận danh hiệu làng văn hóa của làng Trúc Văn được tổ chức đúng vào ngày 30 tháng 4, kỷ niệm 29 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ. Đồng chí Đặng Trần Oánh, Bí thư chi bộ thôn Trúc Văn, điều hành buổi lễ và đọc lời khai mạc. Chúng ta nhận được chào mừng.
Đồng chí Ngô Văn Thuận, trưởng thôn Trúc Văn đọc báo cáo tóm tắt thành tích xây dựng làng văn hóa của thôn. Thôn có diện tích tự nhiên là 88 ha, diện tích canh tác là 68,7 ha, trong đó 60 ha cây lúa, 8,7 ha thả cá và chia làm 4 thôn tự quản. Trên các thôn được mang đoàn kết với nhau, lập nên nhiều thành tích và truyền thống tốt đẹp, đóng góp cho quê hương đất nước. Người tham gia lực lượng vũ trang có 27 quan điểm chỉ đạo thực hiện quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, có lý hướng phấn đấu thành đàn văn hóa tiểu văn theo quy định trung ương 2 tháng 2 năm 2022. Ngay sau khi 46 giờ quy ước được thông qua các hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, phấn đấu xây dựng làng phát triển kinh tế, thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình, nuôi con khỏe, đại công an, thực hiện tốt nghĩa vụ. Do vậy, ngay từ đầu năm, phong trào xây dựng đăng ký 800, không có một đàn truyền thanh, sẽ sáng lên cá nhân, những gia đình sẽ tạo quy ước, đem nhà đông công dân, là người bạn, người nhà, và những tuyệt trèo, đa nhà, đã tham gia giữa các buổi, đã được xây dựng tham gia, là một mặt của đảng, là nơi vui chơi giải trí cho trẻ em và các tầng lớp nhân dân. Chất lượng hoạt động của đầu chốt cho độc giả có nhu cầu đọc sách của sách. Đến cổng nhà của chùa Thôn Đài của con người, công trạng lành mạnh hóa về cưới Việt Nam là mục tiêu phấn đấu của cán bộ. Đã giảm bớt hơn. Bà trừ mê tín dị đoan, cấp ủy chi bộ, lãnh đạo thôn, ban công tác mặt trận. Chủ yếu là tôi đóng góp của nhân dân trong làng, hoàn toàn phong trào phát triển kinh tế nông thôn được các hộ gia đình nông dân hưởng ứng tích cực. Kinh tế các số hộ có xe máy là 50 hộ, số hộ có tiêu viên là 130. Chúa phép tôi được thay mặt cho cán bộ và nhân dân thôn Trúc Văn. Đồng chí Tiến, trưởng phòng văn hóa huyện, đọc quyết định khen thưởng và trao bằng cho làng Trúc Văn. Đồng chí Xuân Đình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tứ Kỳ đã trao bằng làng văn hóa cho cán bộ và nhân dân thôn Trúc Văn. Đồng chí Phó Chủ tịch phát biểu và ghi nhận những thành tích mà làng Trúc Văn đã đạt được. Đồng chí cũng mong muốn làng Trúc Văn sẽ phát huy hơn nữa sức mạnh đoàn kết, giữ vững danh hiệu làng văn hóa. Kính thưa các vị, làng văn hóa Việt Nam tiên tiến sẽ trọng đảm các dân tộc. Kính thưa toàn thể nhân dân, làng Trúc Văn nói riêng và là niềm tự hào của hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận ta nói riêng. Xúc động trước sự đổi mới của quê hương, những người con ưu tú của Trúc Văn như ông Cử, ông Tuyến không sao nói hết lòng mình trong lời phát biểu cảm tưởng trong buổi lễ và thầm cảm ơn quê hương đã sinh ra và nuôi dưỡng những người con ưu tú cho làng xóm và quê hương đất nước. Đời thường xây dựng làng quê, chúng ta hồi hồi tưởng nhớ và biết ơn cho chúng tôi gửi lời biết ơn xưa nhiều. Nếu ai lâu ngày mới về chắc không. Các vị đại biểu nhân dân chúc mừng.
kính thưa các vị khách quý, kính thưa chia vui với nhân dân quê mẹ, lễ đón nhận trọng văn hóa cho phép thay mặt nhân dân trong thôn. Buổi lễ đón bằng làng văn hóa kết thúc trong niềm vui, niềm phấn khởi của toàn thể cán bộ và nhân dân thôn Trúc Văn. Vinh dự này, cán bộ và nhân dân Trúc Văn quyết tâm giữ vững danh hiệu làng văn hóa. Chi bộ Trúc Văn từ xa xưa đến nay là một chi bộ có truyền thống cách mạng. Có rất đông các đồng chí đảng viên đã từng trải qua nhiều công tác, giữ nhiều những chức vụ quan trọng, chủ chốt của huyện, của xã. Từ khi chi bộ có nghị quyết phấn đấu trở thành làng văn hóa thì chi bộ có 29 đồng chí đảng viên. Trong đó có 4 đồng chí là đảng viên cán bộ lão thành cách mạng và có 3 đồng chí là 50 năm tuổi đảng. Chi bộ luôn luôn thống nhất đoàn kết và thực hiện những nghị quyết của cấp trên về triển khai và lãnh đạo cho quần chúng nhân dân và các tổ chức quần chúng, luôn luôn thực hiện tốt những nghị quyết của đảng. Từ đó nhân dân là phấn khởi, chấp hành và có truyền thống cách mạng ấy đã quyết tâm xây dựng và đạt được cái mục đích cao nhất là phấn đấu được làng văn hóa. Với cái tiêu đề làng văn hóa thì cán bộ đảng viên chúng tôi là những người luôn luôn thực hiện những nhiệm vụ quan trọng và thực hiện được những cái chính sách và lãnh đạo nhân dân, làm nhiều những công việc mà xây dựng được làng văn hóa. Từ đó thì làng Trúc Văn luôn luôn được đổi mới. Đến hôm nay làng được công nhận là làng văn hóa thì nhân dân đã phấn khởi và các con em xa quê hiện nay đã về để mà đón làng văn hóa với cái tư tưởng tình nguyện và với cái tâm huyết với làng quê và xây dựng làng quê ngày càng đổi mới và giữ vững được cái danh hiệu làng Trúc Văn là làng văn hóa cho mãi mãi về sau. Rất vinh dự tự hào cho cán bộ và nhân dân thôn Trúc Văn hôm nay được đón nhận danh hiệu làng văn hóa do Ủy ban nhân dân tỉnh trao tặng. Cán bộ và nhân dân thôn Trúc Văn chúng tôi xin hứa quyết tâm giữ vững danh hiệu làng văn hóa và sẽ động viên nhân dân thực hiện tốt những cái quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện tốt tình làng nghĩa xóm. Nhân dịp làng Trúc Văn đón nhận danh hiệu làng văn hóa, đồng chí Nguyễn Văn Vân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã đã ghi nhận thành tích của làng và phát động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong toàn xã. Trúc Văn là một làng quê giàu truyền thống cách mạng. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp cứu nước thì vào một cái thời điểm gay go ác liệt nhất ở địa phương chúng tôi, là cái địa phương bị địch tạm chiếm đóng. Tại làng Trúc Văn đã diễn ra Đại hội Đảng bộ huyện Tứ Kỳ lần thứ 3 và hội nghị cán bộ huyện Tứ Kỳ bàn về tích cực cầm cự chuẩn bị tổng tiến công. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thì Trúc Văn cũng đã cùng với quân và dân Minh Đức đóng góp xứng đáng sức người, sức của để chi viện cho chiến trường miền Nam và đã tạo nên cái truyền thống anh hùng của Minh Đức là đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế hiện nay thì Trúc Văn là một trong những thôn đi đầu trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trong xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, trong xây dựng và phát triển phong trào gia đình văn hóa, làng văn hóa. Hôm nay Trúc Văn được công nhận là làng văn hóa, chúng tôi rất vui mừng và tin tưởng rằng Trúc Văn sẽ giữ vững danh hiệu làng văn hóa và cùng với đảng bộ và nhân dân Minh Đức tiếp tục xây dựng và phát triển phong trào của địa phương. Sau lễ đón bằng làng văn hóa, chiều ngày 30 tháng 4, làng Trúc Văn lại vui mừng tổ chức hội thi pháo đất. Thưa quý vị và các bạn, từ lâu người dân xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ vẫn duy trì một trò chơi truyền thống, đó là chơi pháo đất. Đây là trò chơi dân gian mang tính thể thao và cũng là hoạt động văn hóa mang sắc thái riêng ở mỗi làng quê. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về hội thi pháo đất của người dân Minh Đức qua phóng sự sau. Như thường lệ, năm nào cũng vậy, cứ đến ngày hội làng, nhân dân thôn Trúc Văn, xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ lại tổ chức hội thi pháo đất, một trò chơi dân gian truyền thống của địa phương. Cả làng quê Trúc Văn hôm nay tưng bừng náo nhiệt cùng tham gia vào trò chơi dân gian độc đáo này. Tất cả mọi người không phân biệt tuổi tác, đẳng cấp, giàu nghèo đều tham gia vào hội thi pháo đất.
Có lẽ rất hiếm những trò chơi dân tộc lại mang tính cộng đồng sâu sắc đến vậy. Hội thi pháo được bắt đầu trong tiếng hò reo của khán giả và các pháo thủ, kết hợp với tiếng trống, tiếng mõ, tiếng tù và, tiếng thanh la, chim, v.v. Nổi lên cùng tiếng nổ của pháo làm náo động cả vùng quê Trúc Văn trong lễ hội đón bằng làng văn hóa. Liên tiếp như vậy, một hiệp mỗi đội được gieo 10 pháo. Các pháo thủ khi nâng pháo phải chú ý để cho pháo cân bất không bị vỡ, và nhất là khi gieo pháo xuống, tất cả diện đất bao quanh pháo bật ra không bị đứt thành từng đoạn. Như vậy, pháo mới đạt yêu cầu. Quả nào vành pháo bật ra dài nhất là được giải cao nhất. Ở đây, tài nghệ của người làm đất, nặn pháo, gieo pháo được bộc lộ rõ. Sự được thua trong trò chơi dân dã này không có vai trò quyết định, mà giá trị lớn nhất của nó là tạo ra một không gian vui vẻ, đoàn kết trong quan hệ xóm làng. Chúng tôi tham gia cuộc thi pháo đất này là giữa thôn Ngu và người Tâm Mời. Hôm ngày nhận đón bằng văn hóa, chúng tôi giao lưu để giữa hai thôn là đáp ứng được cái trò vui của truyền của nhân dân chúng tôi. Thì không căn cứ vào thắng hay thua, nhưng làm sao góp được cái ngày vui cho nó tốt đẹp. Các pháo thủ đến với hội thi, việc thắng thua không nhất thiết phải đặt ra. Họ đến để rèn luyện đôi tay khéo léo và thái độ làm việc nghiêm túc trong quá trình tạo ra một sản phẩm mang tính văn hóa. Một trò chơi còn mang tính rèn luyện sức khỏe, dễ đi vào lòng người và có sức sống mãi mãi. Năm nào tôi làng tổ chức chúng tôi cũng đi xem để cổ vũ và động viên anh pháo đất. Cháu rất thích xem trò chơi pháo đất, quên cháu thường chỗ tổ chức trò chơi này. Trò chơi pháo đất không chỉ thu hút được sự say mê nhiệt tình của các pháo thủ, nó còn thu hút được hàng trăm khán giả từ trẻ thơ đến các cụ già. Họ đến với hội thi pháo không chỉ để xem và động viên đội nhà, mà còn để giao lưu văn hóa, để thư giãn, làm vơi đi những nhọc nhằn lo toan trong cuộc sống, để hòa mình với lễ hội văn hóa làng, với những trò chơi dân gian nhưng lại rất thể thao này. Sinh ra từ đất, gắn liền với đất, người dân Trúc Văn nói riêng, người dân Minh Đức huyện Tứ Kỳ nói chung, từ xa xưa đã tìm thấy niềm vui trong đời sống tinh thần của cộng đồng làng xã từ hòn đất quê hương. Sự thông minh, khéo léo đã giúp họ tạo ra một sản phẩm văn hóa mang nhiều sắc thái quê hương và dân tộc. Pháo đất ở Minh Đức Tứ Kỳ không phải là sản phẩm hàng hóa. Nó ra đời do hoàn cảnh lịch sử và phù hợp với phong tục tập quán ở những vùng này. Nó đáp ứng được nhu cầu vui chơi, giải trí của vùng quê hẻo lánh, xa xôi. Nó tồn tại cùng với sự tồn tại của những giá trị văn hóa truyền thống. Hàng năm, hội thi pháo đất ở Trúc Văn Minh Đức vẫn được duy trì, như duy trì một nét đẹp trong đời sống văn hóa của dân làng. Bằng những thành tích đã đạt được và phát huy truyền thống trong thời kỳ đổi mới, Trúc Văn sẽ từng bước củng cố hoàn thiện các thiết chế văn hóa của làng để xứng đáng với danh hiệu Làng Văn Hóa trên quê hương Minh Đức Anh Hùng.